trong hội Việt Nam Care đấy. Một tràng pháo tay và các em sẽ có đôi lời với quý vị. Đây, một tràng pháo tay với các em sinh viên. Rất đông quý vị. Chúng con xin kính chào quý vị. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Chúng con là sinh viên của VN Cares của trường UC Davis. Chúng con có cái chương trình khám ung thư miễn phí dành cho những người Việt nào mà không có bảo hiểm hoặc là có bảo hiểm nhưng mà có copay cao trên 30 đồng. Nếu mà quý vị nào mà muốn biết thêm chi tiết thì xin quý vị ghé qua bàn số 1 và số 2 ở bên trái của sân khấu và chúng con sẽ giải thích cặn kẽ hơn. Chúng con xin kính chào và cũng cho xin cảm ơn quý vị. Cái chương trình của tụi em là của tụi con là hợp tác của những cái bác sĩ của trường UC Davis và sinh viên y của trường UC Davis để làm nên cái chương trình giúp cho đồng bào người Việt Nam khám về bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến tiền liệt và chúng con cũng là có khám về viêm gan B. Thì những cái chương trình này là đều hoàn toàn là miễn phí và những người nào mà có không có thu nhập, không có income hoặc là cái income hoặc là có bảo hiểm mà có copay cao thì đều được ghi danh. Và nếu mà quý vị muốn biết thêm thì là về cái địa điểm và về cái giờ khám thì xin quý vị ghé qua cái bàn của chúng con ở bàn số 1 và bên trái sân khấu. Con xin cảm ơn. Cảm ơn các em sinh viên đã đến với hội chợ Tết ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trước tiên chúng tôi xin thông báo số tiền chúng tôi bán được trong lần xổ số đầu tiên này là chúng tôi bán được tất cả là 690 đồng quý vị. Và 690 và cái người trúng cái giải lần này đó thì sẽ nhận được phần nửa số tiền đó, có nghĩa là 345 đồng. Ai trúng thì cái thể thức trúng như thế nào thì nhờ xin anh Văn Cường thông báo với quý vị để mà kiểm soát cái vé trúng của mình. Mời anh Cường. Kính thưa quý vị, cái vé trúng á, hình như tôi nhớ năm ngoái lần đầu tiên mà chúng tôi ra quân lần đầu tiên á, hình như lên tới cả bạc ngàn đồng lận. Thật ra người trúng đầu tiên đó là lên tới 500 đồng nếu quý vị nhớ không sai. Hôm nay mình mới có chừng này chưa ăn thua gì hết. Quý vị nào vẫn chưa có vé xin giơ tay lên, nhân viên của chúng tôi sẽ đến tận nơi để phục vụ cho quý vị. Giơ tay lên. Ai chưa có vé? Đó, giơ tay lên về trong phải chỉ qua chỉ lại vậy. Đó bên kia đó đằng sau kìa em. Nhìn vào tay của anh nè, đó chỉ ra tung sau đó, đem vé tới tận nơi. Đó, mà những người mà mua mà chậm như vậy đó thì mình phải mua bán luôn một lần 5-10 vé vậy đó để cho quý vị đó bù lỗ lại cái thời gian mà mấy vị trước đây chờ. Đó, ai nữa ai chưa có vé giơ tay lên. Đó. Và xin tất cả quý ông bà cô bác vẫn còn ở bên ngoài vòng quay xin hãy trở về với vòng quay để chúng ta bắt đầu lần lô tô đầu tiên cho ngày hôm nay để mừng xuân năm Kỷ Sửu, năm con trâu cần phải đi cày và nó cày sớm chứ không phải cày trễ. Đó. Nó cày càng sớm á thì còn có nhiều lúa gạo để mà ăn, mà cày trễ có nghĩa là ngủ nhiều thì có nghĩa là tiền vô ít. Thành ra xin tất cả quý vị chúng ta hình như ở bên này á, năm nào cũng là năm con trâu cả. Nó không phải con chuột, con mèo, con tí, con rồng gì hết trơn á, nó cũng là năm con trâu hết, tại vì ai cũng phải đi cày. Xin quý vị hãy lập tức quay về với ánh sáng của vòng quay để chúng tôi bắt đầu lần lô tô đầu tiên cho ngày hôm nay. Và tất cả những số tiền thu được sẽ update lại với quý vị và trao tặng cho quý vị nào may mắn cho lần đầu tiên quay lô tô ngày hôm nay. Chúng tôi lại cần kính thưa quý vị, trên cái tấm vé của quý vị cho mượn cái tấm vé quay kìa. Xin được nêu cho tất cả quý vị nào chưa biết thể thức chơi lô tô, kính thưa quý vị, trên tay của Cường cầm một cái tấm vé là 24 con số, cái ô đen ở giữa. Cái thể thức trúng á là 5 hàng ngang, 5 hàng dọc và 2 hàng chéo. Nếu tất cả quý vị mà vô số mà nằm thẳng một hàng như vậy là 5 hàng ngang, 5 hàng dọc, 2 hàng chéo, tức là chỉ cần một hàng thôi chứ không phải là vô luôn một lần đầy cái tấm vé này. Nếu vô đầy tấm vé này lúc đó quý vị thấy xác của Cường nằm ở trên này tại ca hết rồi, chịu không nổi rồi, phải không? Thành ra xin đa quý vị, và đặc biệt là cái hàng dọc ở giữa và hàng ngang ở giữa cũng như hai hàng chéo chỉ có 4 số mà xôi, còn cái ô đen đó kể như là tặng không cho quý vị, thích không?
À, rất là thích phải không quý vị? Tức là cái này vừa trúng 5 số, 4 số cũng có thể trúng. Và trên cái tấm vé này, kính thưa quý vị, nó cho quý vị tới 12 lần trúng, 12 cái cơ hội để trúng. Thành ra đó, 5 hàng ngang, 5 hàng dọc, 2 hàng kéo, 12 cơ hội để trúng. Mà trong khi đó quý vị có bỏ ra có 3 đồng con vé, hoặc là 2 đồng 5, 5 đồng 2 vé, rất là ít. Xin quý vị mua thật nhiều lên, đừng có tiếc tiền làm gì. Đầu xuân là phải xài tiền, tháng giêng là tháng ăn chơi. À, quý vị cứ xài tiền ra cho những cái này, nó rất là bổ ích. Mặc dù mình không trúng nhưng mà mình nghe được lô tô, phải không quý vị? À, vui không quý vị? Nếu vui trong tràng pháp tay ăn ủi, trời ơi, ngồi không mà người Việt Nam mình rất là giống như là cứ ưa giữ bo bo mình, có cái bàn tay mà không chịu dỗ, mình cứ phải cho ra, mình phải dỗ người ta mới dỗ mình. À, dỗ quý vị nè, phải không quý vị? À, ô chà, số đã tăng lên từ 649 bây giờ là 738 đồng rồi. Ô hay quá, mình phải đưa lên làm sao lên tới số 1000 đồng mình sổ nó mới đã. Khi đó tôi ca tôi mới thấy hứng, không? Gió đồ này kia nó tránh tôi ra, nó không có vô nữa, nó vô nó làm kẹt cái cổ họng, cái là không ca được, phải không quý vị? Xin quý vị mua thật là nhiều vô, mua thêm nữa, mua rồi mua nữa, càng mua là càng trúng. Không ngờ Việt Nam mình mà cũng có nhiều em mà tuổi trẻ mà bây giờ nó lớn lên. Ngày xưa hình như 10 năm trước mình thấy nó nhỏ vậy nè, bây giờ nó sắp làm bác sĩ rồi. Nguyên dàn bác sĩ nam nữ diện kéo lên túc ở trên này. Tương lai các em sẽ ra làm bác sĩ. Thưa quý vị, quý vị nghĩ đi, Việt Nam mình mà làm bác sĩ mà lên một dàn như vậy á, thì trời ơi, vinh hạnh biết bao cho người Việt Nam. Bởi vậy trong lô tô có một câu á, có đâu nơi đẹp tuyệt vời như sông, như núi, như người Việt Nam. À, hay phải không quý vị? Cái này quá hay luôn. Đó. Mà tràng pháo tay thì quá nhỏ, xin cho tràng pháo tay lớn lên. À, trời ơi, trời này nó đang nắng đẹp vậy mà đâu có lạnh đâu mà cất mãi ở trong túi vậy trời. À, 753 đồng rồi. Trời ơi, đã quá, từ từ lên đó, từ từ lên. À, lên đi, lên đi.